Mến chào quý chú anh chị à, Chào mừng quý chú anh chị mình quay lại với kênh youtube nhà đất Thì hiện tại anh chị em đang đứng tại một căn nhà à, Trong hẻm 413 của đường Lê Văn Quế nha anh chị Một căn nhà rất đẹp luôn Nhà mới ở liền đón Tết luôn nè quý cô chú anh chị Đó căn nhà có diện tích rất là to Ngang 4m dài 12m à, Một trệt một lửng nha anh chị Hai phòng ngủ hai nhà vệ sinh Rộng rãi thông thoáng đây Một căn nhà rất là đẹp anh chị mua về thì có thể ở được liền nè Đó đứng như phía xa nè anh chị thấy không? giờ bây giờ thì em mời à, anh chị mình cùng xem chi tiết căn nhà nha anh chị nhà đẹp quá trời đẹp luôn nè anh chị đó thì đây bây giờ em mời anh chị xem chi tiết căn nhà ha cũng như là đường trước nhà này kia rồi các thứ đây nhà mình thì có kết cấu là một trệt một lẫn nha anh chị đó đây là đường trước nhà mình nè à, đường trước nhà mình thì thì đường hiện hữu á, là đường bê tông nha anh chị thì nó cũng khoảng chắc khoảng tầm uh, 3 mét mấy 4 mét á. cũng khá là thông thoáng rộng rãi nha nếu như mà anh chị mình uh, đi mà đi xe uh, mà xe kia anh chị kia morning á thì có thể đi ngang nhà mình được nè anh chị. Đó, đường hiện hữu nè, này, chắc khoảng tầm 4 m, 4 m, 4 m rưỡi á, đó. đó, xe Kia thì anh chị quẹo từ đầu hẻm 413 anh chị quẹo vô. Đó khúc này đó, đó ha, ngay chỗ anh đi ngang ngang đó đó. Anh chị chạy thẳng vô. À, thì à, hiện tại là đường cũng thắng nhưng mà do là để cây với xe ở bên ngoài nhiều á anh chị nên nhìn nó cũng hơi là lùm thượm tí xíu. Đó nhưng mà xe Kia Morning thì vô được. À, hẻm này là hẻm thông nha. Ừ, bên này thì mình thấy vô tới nhà mình ngay chỗ cái này đoạn này trống trống nè mình thấy quay đầu xe ở đây được ha đó đó anh chị này đây. đây là nhà mình rất là mới luôn anh chị mua về thì ở được liền luôn nha anh chị một trệt một lửng hai phòng ngủ hai nhà vệ sinh rộng rãi thông thoáng ha tặng toàn bộ nội thất nha có tủ Cái tủ gỗ tủ ô lồng, tủ bếp rồi ở trên phòng sẽ có giường niệm đồ đầy đủ hết rồi anh chị đó đây nhà thì mới hai lớp cửa ha rất là chắc chắn kiên cố nha anh chị đó, nhà rất là mới rất là đẹp luôn à, căn nhà em xin nhắc lại nhà này á, thì có diện tích là ngang 4m dài 12m à, chủ nhà hiện tại đang mong muốn với mức giá là 3 tỷ 750 triệu giá cả là còn thương lượng nha anh chị đó anh chị nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp cho em à, theo số điện thoại bên dưới nha anh chị à, 0949 900 589 à, xin cảm ơn anh chị rất nhiều ở đây và bây giờ thì mình vào xem phía sau nè anh chị đây là bàn nhà vệ sinh ha cầu thang nha đó, nhà vệ sinh cầu thang đó, cầu thang đi cuối nhà lớp cái khoảng không phía trước nhà rất là rộng rãi thoáng ha nhà vệ sinh thì bên đây họ chủ nhà sửa là chủ nhà họ xây là họ ốp gạch lên anh chị Xây sửa ốp gạch lên nên nhìn rất là đẹp ha Đó rồi bây giờ mình là Có bộ bàn ghế sẵn nè Bây giờ mình đi lên lầu cầu thang nha anh chị Đây đi lên cầu thang Thì trên đây mình sẽ có Hai phòng ngủ Một nhà vệ sinh nữa Rất đầy đủ công năng an nha anh chị Một căn nhà rất đẹp Nhà mới ở liền Trước Tết luôn Sổ hồng riêng rồi Anh chị mua là công chứng liền luôn nha anh chị Đó Công chứng liền Kịp Tết luôn nha anh chị Đó đây là có một cái giường nè Nó có tủ tủ gỗ nè có kệ nè anh chị có bàn trang điểm đầy đủ nha đây có tủ nè ha có tủ gỗ tủ đồ nè anh chị thoải mái vô tư không đầy đủ nội thất tặng luôn tất cả nội thất nha anh chị <laughs> sách và ly vỏ rồi giường nệm rất là ok hả à, ngoài ra thì bên em có nhận quay video quảng cáo anh chị anh chị nào đang có sản phẩm nhà đất cần bán thì liên hệ trực tiếp cho em à, sau số điện thoại bên dưới nha anh chị 0949900589 nha anh chị à, anh chị thấy video có hay có giúp cho anh chị tìm được những căn nhà ưng ý hoặc là đỡ tốn thời gian để đi xem nhà thì uh, nhớ cho em một đăng ký nha anh chị à, xin cảm ơn anh chị rất nhiều này có phòng này cũng có tủ có cơ, bàn trang điểm ha có giường nệm đầy đủ thì mua về là ở liền à, xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị vào video sau